chào quý vị, hôm nay thứ Tư ngày 15 tháng 6 năm 2022. Mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Phần đầu bản tin sẽ có những nội dung sau. Harman, một trong những công ty hàng đầu thế giới về loa công nghệ và dẫn đầu toàn cầu về số lượng bán hàng, đã cho ra mắt thêm dòng sản phẩm cao cấp cho nhóm Harman Luxury Audio thông qua nhà phân phối Thanh Tùng Audio tại thị trường Việt Nam. Trước mắt sẽ có hai sản phẩm mới gồm loa JBL 4305P và loa JBL L75MS. Chúng tôi đều có cái kiểu demo bằng hai cách. Một là chúng tôi để lên trên giá. Và hai là tôi để trên loa. Nghiêm túc như audio file thì các bạn có thể trải nghiệm hai kiểu âm thanh khác nhau, một kiểu là gần tường, một kiểu xa tường, để các bạn có thể trải nghiệm. Điểm nổi bật của loa JBL 4305P Studio Monitor là sở hữu thiết kế retro nguyên bản xen lẫn phong cách hiện đại, cho thấy sự tinh tế, sang trọng, kích thước nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển, lắp đặt trong mọi hệ thống âm thanh và không gian khác nhau.